dâng lương pháp trần. Con xin lễ lễ Phật ân đáng cho thiên chúng nhân dân cúng dường. Tam mô bát đi bồ vi ta sa sát tu nô lô ca na mình tha sa vi na ca rô cô sắp và nhiều bút thấp bát ti phù ti sanh nhã tu quần na ra phù cha này giác cần pháp bảo với nhân vàng như lai soi sáng vẹt màn vô minh phá tan lầm lạc dũng sinh đầy nhân phật tổ quang minh rõ ràng. Con xin lãnh lễ pháp quang đáng cho công chúng nhân gian cúng dường. Sân khô số thô số gá ta sa sa quá cô xích khà số ta mô quá gá thầm má xích khá cô ninh đà phá sân sa đi á nà đá quá rô hoành đà má hành tầng ná ra phù. Cha này giác cần tăng bảo thinh văn bậc đà tâm học mong rõ để mà thoát thân. Các ngài thanh tịnh ly trần xa lệ theo pháp phàm nhân ai bị. Con xin đảnh lễ tăng hy đáng cho công chúng nhớ ghi cúng dường. Ca tần a tê ya tê chê na sê kha mê ê tu wa tha năng ta sa vi a nu pa vê na sa ha sa ye na sê chà tu. Cầu xin tâm bảo uy linh cho con tấm hóa thông minh học hành, mong nhờ Đức Phật uy danh hộ cho con học đắc thành quả cao. Nam mô Bụt Thà Gia. Phần tán dương ân đức tâm bảo đã xong. Âm thanh quý vị nghe rõ không? Nhỏ hay là to hay là vừa? Alo, rõ à, xà thủ tốt à, rõ một phần tốt à, bình thường hả? Rồi à, bây giờ chúng ta đi vào bài học ngày hôm nay ha. Cầu Phật ngôn 368 à, chúng tôi xin à, đọc trước ha. Metta vihari yo bhikkhu, metta vihari yo bhikkhu, metta vihari yo bhikkhu. À, đó là câu một ha. Bây giờ câu số hai. Bassanno buddhassa sanne, bassanno sa ne ba san no bút tha sa sa ne. Bây giờ chúng ta ôn lại hai câu này. Metta vihari yo bhikkhu ba san no bút tha sa sa ne. Metta ta vi ha ri yo pi khu ba san no bút tha sa sa ne. Me ta vi ha ri yo pi khu ba san no bút tha sa sa ne. À, quý vị chú ý chỗ này ha. Cuối câu là đoạn âm, đầu câu số 2 cũng là một đoạn âm, cho nên hai từ này quý vị phích khu ba san nô, phích khu ba san nô. À, quý vị chú ý à, ráp lại giữa câu 1 và câu 2. Phích khu ba san nô, chữ khu chữ ba, quý vị đọc nhanh à, đừng có kéo dài chữ khu. À, thì nãy trong bài này Sít Nhật Quỳnh đưa qua thì chỗ này viết khu nhưng mà không đúng, cho nên phải chỉnh lại, nó là viết khu à, chứ không phải là viết khu ha. À, rồi, Sĩ Nhật Quỳnh nhớ chỗ này ha, chữ phí khu chứ không phải phí khu ha. Rồi, bây
chúng ta qua câu số 3 và câu số 4. Athigat che bát đăng san tăng. Athigat che bát đăng san tăng. Athigat che bát đăng san tăng. Câu số 4. Sankharupasamang sukhang. Rồi bây giờ chúng ta ôn câu 3 câu 4 ha. Athigacche badang santang sankharu Basang sukhang athigacche badang santang sankharupasamang sukhang athigacche badang santang sankharupasamang sukhang. Rồi như vậy bây giờ chúng ta ôn lại toàn bộ câu Phật ngôn 368 qua giọng kinh. Metta vihariyo bhikkhu bodhisattva athigacche badang santang sankharo passamang sung. Metta ta vi ha ri yo phi khu ba san no bút ta sa sa ne a thi ga che ba đăng san tăng san ca ru ba sa măng su khăng. Đó là cách đọc thứ nhất ha. Cách đọc thứ hai. Ta vi ha ri yo phi khu ba san no bút tha sa sa ne athigacche badang san tang sankharupasamang sukhang. Metta vihariyo bhikkhu bassanno buddha sa sa ne athigacche chế bát san tăng sanh tha ru bát sám măng vũ khăng. À như vậy thì quý vị thấy qua cái giọng kinh chúng ta có hai cách đọc ha. Cách đọc thứ hai tức là đọc hai câu nó sẽ dễ hơn là đọc một hơi ha. Metta vihariyo bhikkhu bassanno buddhassa sanne. Đó là cách đọc dễ à, quý vị cố chú ý đừng có dừng lại bất cứ một nơi nào mà đọc thẳng một hơi hai câu ha. Khi mà quý vị đọc liền lạc một lần hai câu như vậy thì chúng ta thấy nó xúc tích, nó có ý nghĩa hơn là chúng ta đọc Metta vihariyo bhikkhu đọc từng câu vậy thì nghe nó có vẻ nhắc gừng ha, nghe có vẻ hơi cọc lóc mà nó không được bổ sung cho nhau ha. Cố gắng hai câu đọc một hơi, chúng tôi nghĩ rằng quý vị thừa sức có khả năng đọc được, không có khó. Rồi, đó là giọng kinh ha. Ôn lại một lần nữa. Metta vihariyo bhikkhu bodhisattva athigacche badang santang sankharupasamang sukhang. Đó là cách đọc thứ nhất giọng kinh ha. Cách đọc thứ hai. Phải lấy hơi ha. Metta vihariyo bhikkhu bassanno buddhassa sanne athigacche
chế ba đằng san tăng san kha ru ba sa măng su khăng. Đó là càng tập thứ hai ha. Rồi bây giờ chúng ta coi lại câu này có bao nhiêu từ. Mét là một, ta là ha là bốn, ri là năm, vô là sáu, khít là bảy và khu là tám. Một câu tám từ thì chúng ta qua giọng kệ chia làm hai ha. Nhớ ha, một và bài thơ tám chữ thì chúng ta chia làm hai để có một cái âm giọng. Đọc một lần hai câu và một câu chúng ta chia làm hai, và qua câu số hai cũng vậy, để rồi chúng ta theo cái âm giọng đó trở thành một bài kệ. Bài kệ là nó tung hứng, và cái âm giọng mà khi nào quý vị đọc mà cảm thấy tự mình khen mình là chúng ta thành công. Có nghĩa là cái giọng kệ thì cao thấp không quan trọng, dài ngắn không quan trọng, do chính cái hơi của mình ha. Nhưng mà quý vị khổ hồn vào đó, quý vị an trú được vào trong đó, trong cái âm giọng, rồi quý vị tự hoan hỷ, đúng rồi, tự sướng ha. Coi như là quý vị coi như cảm thấy hoan hỷ với chính mình là thành công. Chứ đừng có thấy rằng bông hoa tặng nhiều quá, cơn mờ mắt rồi đọc bậy ha. Đừng có thấy như vậy. Hoặc là thấy người ta khen nhiều quá, người ta vỗ tay lớn quá, tự nhiên mình sướng quá, cái quên tốt lúc hết. Cái đó là thất bại nha. Tự mình khen mình, tự mình hoan hỷ với chính mình, đó là cái giọng kệ. Chứ không phải như những cái bài, những cái ngâm khúc, những cái bài thơ, hoặc là những cái bài hát mà được người ta tán thưởng nhiều là quý vị hoan rồi, hoan hỷ rồi. Cái này không phải. Tự mình giống như mèo cùi ha. Được. Em xíu lên đọc cái tay của mình có ngoắc ngoắc hay không. Ai với sức kia. Đọc. Trước khi đọc đuôi mà ngoắc ngoắc là tưởng là hay lắm ha. Coi chừng. Rồi bây giờ qua dòng kệ ha. Metta vihari yopi thasasane badang santang sankharupa samang sukham. Đọc lại ha. Metta vihari yopinpu basano buddha sansane atigache bandang santang sankharupa mang sukham. Metta vihari yopinpu basano buddha sansane atigache badang santang sankharupa samang sukham. Đi theo trú từ bi tín thành giáo pháp Phật, chứng cảnh giới tịch tịnh các hạnh an tịnh lạc. Rồi quý vị, chúng tôi đã thể hiện xong trường âm, đoán âm cũng như qua giọng kệ. Và cái người đưa tay đầu tiên đó là Sít Kim. Sa thủ Sít Kim chắc chắn là đoạt giải Can Đảm rồi. Con xin kính chí đức các cô tư nữ và quý Phật tử. Trước hết con xin cảm ơn sư đã mở tán sức tảng sáng thức dậy đọc gần 30 lần mấy cái hàng này. Con thấy sư cũng mệt rồi đó. Sư con hỏi sư một cái. Sư mèo khen nguyện mèo dài đuôi rồi tự sướng tự làm cho mình rồi tự sướng, vậy có phạm trong cái giới ngã
có coi là ngã mạn không vậy sư? Tại nhiều khi mình nghĩ rằng mình đúng, nhưng mà nhiều khi mình đúng sao sư? Vậy có phải là tự sướng tào lao không sư? Con thấy sư nói nhiều cái con học Phật pháp, con thấy cũng hơi hoài nghiêm chút hả sư? Hơi thắc mắc một chút vậy sư. Trời ơi, mình đọc đâu biết đúng đâu mà tự sướng, tự ngồi gung đùi nó. Trời ơi, hay quá ha. Vậy sư, chết chắc rồi. Con nhà con có 4 con mèo. Nó ở ngoài chứ không phải mèo của con. Nó lấy một ban đầu nó có một con rồi sao thấy nó đẻ 3 con, thấy đi lang thang tội nghiệp nó, con mua đồ cho nó ăn. Bây giờ nó ở ngoài giường con, nó con phải mua cái litter box để cho nó phù trong đó, để không thôi nguyên cái giường con chắc còn là mùi không á, con sợ chết luôn. Nhưng mà hồi thấy nó tội nghiệp quá, con cũng lo mua cho nó đi. Mà con thấy mấy con mèo nó bao giờ nó khen mèo dài đuôi đâu, mà câu mà mèo khen mèo dài đuôi là do từ nguyên nhân nào vậy? Tại sao không nói chuột khen chuột dài đuôi vậy sư? Người ta hay nói mèo chuột đó sư. Sư đừng có la con nha sư, tại con thắc mắc là đúng đó sư. Cái câu này con cũng hỏi má con, mà má con nói sao ta biết được, người ta nói vậy thì nghe vậy thôi chứ đâu biết được đâu. Còn tức chết luôn vậy đó. Người ta nói, con nói bộ ăn cái quỷ ăn ớt không cay cũng nghĩ là ăn ớt không cay sao? Nói thôi con đọc mọi sư, đếm thôi sư, nói nhiều trời con quá mỏi nhọn. Cái đó con thắc mắc đúng rồi sư. Tự sướng học gì ở pháp rồi còn tự sướng, tự khen mình tự sướng nữa. Trời ơi thiệt, bó toàn thân luôn á sư. Thôi để con trả bài kinh pháp cú câu 368 để con thôi sư la con nữa. Cảm ơn quý vị đã cho biết là nghe âm thanh rõ ha. Kệ đi, liều mạng, liều lĩnh ha, liều tùm lum tùm la, liều con khỉ mất gì cũng được hết, miễn đọc cho xong thôi. Hay còn đọc hay sư ơi. Metta viha viyo pikku pasang no pukasa sanne ati gacche padang sang tang sang karo pasamang sukhang. Metta viha viyo pikku pasang no pukasa sanne ati gacche chề pha đằng sằng tằng sằng khà rù pha sa mằng su khằng. Dạ con phân tích. Mẹ là trường âm nhắn. Ta trường âm thông thường. Quý đoạn âm. Ha ri yo ba trường âm thông thường. Phí đoạn âm. Khú ano phí trường âm nhắn. Khú đoạn âm. Cái tật làm nhanh thấm chữa. Ba câu số 2. Bá đoạn âm, xăng trường âm nhắn, nô trường âm thông thường, bút là trường âm nhắn, thá đoạn âm, xa trường âm thông thường, xá đoạn âm, nê trường âm thông thường. Đọc lại hai câu đầu. Metta viharyo pikkupasang no buddhasa sanne. Hai câu 3, câu 4. Akigacche padang sangtang sangkharupasamang sukhang. Phân tích ạ. Á thí hai đoạn âm, gắt trường âm nhắn, chê trường âm thông thường, thá đoạn âm đọc theo giọng nguyên âm, sang trường âm nhắn, tăng trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Câu 4, sang âm nhắn, kha ru, hai trường âm thông thường, phá xá, hai đoạn âm, măng trường âm đọc theo giọng nguyên âm, xú đoạn âm, khăn trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Á thí gắt chê, á thí gắt chề phá đằng sằng tằng sằng khà rù phá xăm măng khăn. Dạ đọc lại hết rồi, không biết hồi nãy có đọc cái chữ á thí à, ác thí vậy ta. À, để tập trung đọc lại. Đọc lại nguyên bài đi. Metta vihari yo pikku pasang no pukkasa sanne á thí gắt chề phá đằng sằng tằng sằng khà rù phá xăm măng xúc khăn. Metta vihari yo pikku pasang no buddhasa sanne ati gacche padang sang tang sangkharo pasamang sang. Bây giờ đọc kệ. Metta vihari yo pikku pasang no buddhasa sanne ati gacche padang sang tang sangkharo pasamang sukhang. Metta vihari yo bhikkhu passang no buddhasa sanne ati gacche padang sang tang sangkharo pasamang sukhang.
Tỳ kheo chú từ bi tính thành giáo pháp Phật, chứng cảnh giới tịch tịnh, các hạnh an tịnh lạc. Đó là bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Chèn ơi, bữa nay sư dũa con, sư nói con là con mèo có cái đuôi vuốt vuốt ha. Trời ơi, thấy ba cái bông hướng dương của Phật Pháp online. Beautiful luôn vậy sư, quá đẹp luôn vậy đó. Bây giờ con phải tự sướng nha, quá đẹp luôn, xuất sắc luôn vậy đó. Trời, tôi xin cảm ơn quý vị đã cho bông hoa. Xin mời, quên nữa, nếu mà con có sai sư cũng dũa con nha sư. Con xin cảm ơn quý vị và nhường máy lại chú vị khác ha. Nam mô Bụt Tha Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Kha Giá. Dạ, cảm ơn quý vị trong đạo tràng đã cho biết tín hiệu. Dạ, trước hết con kính đảnh lễ Ngài Trí Đức cùng chư Tôn Đức Tăng Ni trong đạo tràng. Dạ, con kính chào toàn thể đạo tràng. Dạ, con cũng xin trả bài câu pháp cú 368. Metta Vihari Yofit Kubasano Buddhasa Sane Athigat Che Ba Đăng San Tăng Sang Kharo Ba Sa Mang Su Khang. Dạ, con xin phân tích nè. Câu 1, câu 2. Atta Vihari Yofit Kubasano Buddhasa Sane Met trường âm nhấn, ta trường âm thông thường, quý đoạn âm, ha ri hai trường âm thông thường, vô trường âm thông thường, phít trường âm nhấn, khú đoạn âm, bá đoạn âm, san trường âm nhấn, nô trường âm thông thường, bút trường âm nhấn, thá đoạn âm, sa trường âm thông thường, xá âm, nê trường âm thông thường. Metta Vihari Yofit Kubasano Buddhasa Sane. Dạ, con phân tích câu 3, câu 4. Á thí là hai đoạn âm, gắt trường âm nhấn, chê trường âm thông thường, bá đoạn âm, đăng trường âm đọc theo giọng nguyên âm, san trường âm nhấn, trường âm san trường âm nhấn, kha ru hai trường âm thông thường, bá xá hai đoạn âm, măng trường âm đọc theo giọng nguyên âm, xú đoạn âm và khăn trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Á thí gắt chề ba đăng san tăng san kha ru bá xá măng xú khăn. Và con xin đọc lại hết bài. Metta Vihari Yofit Kubasano Buddhasa Sane Athigacche Ba Đăng San Tăng Sankharu Ba Sa Mang Su Khang Metta Vihari Yofit Kubasano Buddhasa Sane Athigacche Ba Đăng San Tăng Sankharu Ba Sa Mang Su Khang. Tỷ kheo trú từ bi tính thành giáo giáo pháp Phật, chứng cảnh giới tịch tịnh, các hạnh an tịnh lạc. Đó là bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Và con xin kể. Metta Vihari Yofit Kubasano Buddhasa Sane Athigacche Ba Đăng Tăng Sankharuba Sa Mang Su Khang. Metta Vihari Yofit Kubasano Buddhasa Sane Athigacche Ba Đăng San Tăng Sankharuba Sa Mang Su Khang. Dạ, con xin hết, có chỗ nào sai xin Ngài sửa cho con. Dạ, con kính mời người kế tiếp ạ.
Dạ con xin kính thánh lễ ngài Trí Đức, con xin kính chào đạo tràng. Con xin đọc câu Phật môn 368. Metta vihariyo bhikkhupassano bhikkhupassano buddhassasane metta vihariyo bhikkhupassano buddhassasane. Met là trường âm nhấn, ta trường âm thông thường, quý đoạn âm, ha ri là hai trường âm thông thường, vô trường âm thông thường, phích trường âm nhấn, khú đoạn âm, bá đoạn âm, san san là trường âm nhấn, mô trường âm thông thường, bút trường âm nhấn, thá đoạn âm, sa trường âm thông thường, xá đoạn âm, nê trường âm thông thường. Metta vihariyo bhikkhupassano buddhassasane athigat che baddan tang sankharu asam mang xúc xúc hằng athi gắt chề ba đặng san tăng sằng kha ru ba sa mang xúc hằng á đoạn âm thí trường âm á thí là hai đoạn âm gắt trường âm nhớ trường âm thông thường bá đoạn đăng trường âm đọc theo giọng nguyên âm sang trường âm nhấn tăng trường âm đọc theo giọng nguyên âm sang trường âm nhấn kha ru hai đoạn âm thông thường bá xá là hai đoạn âm mang trường âm đọc theo giọng nguyên âm xú là đoạn âm khăn trường âm đọc theo giọng nguyên âm a thi gắt chề bát đằng sàn tăng sàng kha sang kha ru pa sa mang su khang metta vi ha ri yo phi khu pa sang no put tha sa sa ne a thi gat che pa dang san tang sang kha ru pa sa mang su khang metta vi ha ri yo phi khu ba san no bút tha sa sa nề a thi gắt chề ba đằng san tăng san kha ru ba sa mang su khăn mê ta vi ha yo phi khu ba san no bút tha sa sa nề a thi gắt chề ba đằng san tăng sang kha ru ba sa mang su khang. Dạ con đã đọc xong, con xin xuống mic ạ. Dạ con kính đảnh lễ Ba Ngôi Tam Bảo, con kính đảnh lễ ngài Trí Đức, con kính đảnh lễ chư tôn đức tăng cùng quý vị đạo hữu ạ. Con xin đọc câu kinh Pháp Cú 368 ạ. Metta vihariyo bhikkhupassano buddhassan sasane avigacche padang san tang sankharupassamang sukhang metta vihariyo bhikkhupassano buddhassasane avigacche padang san tang sankharupa sankharupa sankharupassa passamang sukhang. Con xin phân tích câu 1 câu 2 ạ. Metta vihariyo bhikkhupassano buddhassasane
Mét là trường âm nhấn, ta là trường âm thông thường, quý là đoạn âm, hariyo là ba trường âm thông thường, vích là trường âm nhấn, cú là đoạn âm ạ. Pá là đoạn âm, âm nhấn, trường âm thông thường, vút là trường âm nhấn, thá là đoạn âm, sa là trường âm thông thường, xá là đoạn âm, nê là trường âm thông thường ạ. Con xin đọc lại cả câu ạ. Mét ta huy hà ri yô phích khu pa san đô bút tha xa xa nệ. Con đọc tiếp câu 3 câu 4 ạ. A phi gạch chê pa đăng san tăng san khá san san khá rù pa sa măng su khẳng. A phi gạch chê pa đăng san tăng san khá rù pa sa măng su khẳng. Á phí là hai đoạn âm ạ. Gách là trường âm nhấn, chê là trường âm thông thường, pá là đoạn âm. Đăng là trường âm đọc theo giọng nguyên là trường âm nhấn, tăng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Xăng là trường âm nhấn, kha, ru là hai trường âm thông thường, pá, xá là hai đoạn âm. Măng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, xú là đoạn âm, khăng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm ạ. Con xin đọc lại cả bài ạ. Metta vihari yo phikkhu passanno buddhassa sanne avikacche padang san tang sankharupasamang sukhang. Metta vihari yo phikkhu Kupasanno buddhassa sanne avigacche padang san tang sankharupa samang sukhang. Con đọc lại. Metta vihariyo phikkhu passanno buddhassa na buddhassa sanne avigacche padang san tang sankharupa samang sukhang. Con xin kể ạ. Metta vihari yo phikkhu bhikkhu passanno buddhassa sanne avigacche padang santang sankharupa samang sukhang. Metta vihari yo phikkhu passanno buddhassa sanne avigacche padang santang sankharupa samang sukhang. Dạ hết ạ, con xin ngài và quý đạo hữu sửa cho con có chỗ nào sai ạ. Con kính ngài tri ân ngài và quý đạo hữu, con xin xuống mic, xin mời bàn tay của Giang Nhật Hà. Alo, 1, 2, 3, 1, 2, 3, quý vị nghe không? Xin Thanh Hoàng ha, phân tích rất là chính xác. Nhưng mà cái dòng đọc câu cuối cùng Sankharupasamang thì cái dòng đọc cái từ này không được tự tin ha. Cái câu này Sankharupasamang ha, cái từ này hãy tập trung một chút phân tích thì rõ ràng chính xác. Nhưng mà cái dòng đọc chỗ này nếu mà viết mà chặt chữ thì chỉnh sửa lại. Nhưng mà thấy khi phân tích rất là chuẩn mà. Tại sao cái dòng đọc ở chỗ này không có tự tin ha. Rồi xin mời huynh Giang Nhật Hà. Dạ, Buddha giá, Nam Mô Tham Ma giá, Nam Mô Sang Kha giá. Dạ, con xin đảnh lễ sư Trí Đức, quý sư, quý cô tu nữ, con kính chào toàn thể đạo tràng. Dạ, con xin đọc câu pháp cú 368 à. Metta vihari yo bhikkhu passanno buddhassa sanne athigacche
chê bát đăng san tăng san kha ru bát sa măng su khăng mét ta vi ha ri yo bích khu bát san no bút tha sa sa ne a thi gác chê bát đăng san tăng san kha ru bát sa măng su khăng. Dạ, con xin phân tích câu số 1 và câu số 2. Metta vihari yo bhikkhu basanno buddhassa sanne. Met là trường âm nhấn, ta là trường âm thông thường, quý là đoạn âm, ha ri yo là ba trường âm thông thường, phích là trường âm nhấn, khu là đoạn âm, ba là đoạn âm, san là trường âm nhấn, no trường âm thông thường, bút là trường âm nhấn, thá là đoạn âm, sa là trường âm thông thường, xá là đoạn âm, nê là trường âm thông thường. Metta vihari yo bhikkhu basanno buddhassa sanne. Câu số 3 và câu số 4. Gacche badang san tang san kharu basamang sukha. Dạ, á thí là trường âm nhấn, chê là trường âm thông thường, bá là đoạn âm, đăng là trường âm đọc theo giọng, là trường âm nhấn, tăng nguyên âm là trường âm nhấn, kha ru là bá, xá là hăng âm, măng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, xú là đoạn âm, khăn là trường âm đọc theo giọng nguyên âm. A thi gắt chê ba đăng san tăng san kha ru ba sa măng su khăn. Dạ, con xin đọc lại. Metta vihari yo bhikkhu basanno buddhassa sanne. A thi gắt chê ba đăng san tăng san kha ru ba sa măng su khăn. Metta vihari yo bhikkhu basanno buddhassa sanne. Athigacche badang santang sankharubhasamang sukhang. Metta vihari yo bhikkhu basanno buddhassa sanne. Athigacche badang santang sankharubhasamang sukhang. Tỷ kheo trú từ bi, tín thành giáo pháp Phật, chứng cảnh giới tịch tịnh, các hạnh an tịnh lạc. Dạ, là bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Dạ, con có sai, con xin nhờ sư sửa giùm con. Dạ, con xin mời cô Thiền Phủ ạ. Dạ, con xin kính đảnh lễ sư Trí Đức, con xin kính đảnh lễ quý cô tu nữ, con xin kính chào quý đạo hữu. Con xin đọc và phân tích cách đọc câu pháp cú 368. Metta vihari yo bhikkhu basanno buddhassa sanne. Athigacche badang santang sankharubhasamang sukhang. Metta vihari yo bhikkhu basanno buddhassa sanne. Athigacche chê ba đăng sanh khà ru pa sa mang su khang. Con xin phân tích câu 1, câu 2. Mét trường âm nhấn, ta trường âm thông thường, ví đoạn âm, ha ri yo ba trường âm thông thường, phích trường âm nhấn, khú phá hai đoạn âm, sanh trường âm nhấn, nô trường âm thông thường, bút trường âm nhấn, thá đoạn âm, sa trường âm thông thường, xá đoạn âm, nê trường âm thông thường. Con xin đọc hai. Metta vihari yo bhikkhu basanno. Câu ba, câu bốn. Á thí gác
chi âm thông ba bản âm nguyên âm thanh trường nhấn tăng trường âm đọc theo giọng nguyên âm trường âm nhấn ca ru hai trường âm thông thường ba âm mang đọc theo giọng nguyên âm sú bản âm cô ru ba sát mang su khang. Con xin đọc lại nguyên câu pháp cú 368. Metta vihariyo bhikkhu basanno buddhassa sane atigacche padang santang sankharupasamang sukham. Metta vihariyo bhikkhu basanno buddhassa sane a thi gác chế ba đang sanh tăng sanh kha ru pa ha sa mang su khăng tỳ kheo chú từ bi tín thành giáo pháp Phật chứng cảnh giới tịch tịnh các hạnh an tịnh lạc. Đó là bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Con có sai, con xin sư sửa cho con và con xin mời vị kế tiếp. Dạ thưa con kính đảnh lễ Tam Bảo, con kính đảnh lễ Ngài, con kính chào đạo tràng. Con xin đọc bài 368. Vihariyo bhikkhu passanno buddhassasane attigacche padang santang sankharupa sammang sukhang. Vihariyo bhikkhu passanno no passanno buddha sa sa ne atthi gacche padang sang tang sang kha rupa sammang sukhang. Dạ thưa con xin phân tích đoạn 1 và đoạn 2. Metta vihari yo bhikkhu passanno buddha sa sa ne trường âm nhấn ta trường âm thông thường quý đoạn âm ha ri trường âm hai trường âm thông thường vô trường âm thông thường pit trường âm nhấn khú đoạn âm pa đoạn âm sa trường âm san sa pa san san trường âm nhấn no trường âm thông thường trường âm nhấn thá đoạn âm sa trường âm thông thường xá đoạn âm nê trường âm thông thường ách thí hai đoạn âm gát trường âm nhấn chê trường âm thông thường phát đoạn âm tăng trường âm đọc theo giọng nguyên âm xanh trường âm nhấn tăng trường âm đọc theo giọng nguyên âm xanh trường âm nhấn kha ru hai trường âm thông thường pass sa hai đoạn âm mang trường âm đọc theo giọng nguyên âm suốt đoạn âm khăn trường âm đọc xin lỗi khăn trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Dạ thưa cho con đọc lại. Metta vihari yo bhikkhu passanno buddha sa sa ne atthi gacche padang santang sankharupa sammang sukhang. Metta vihariyo bhikkhu passanno buddha sa sa ne atthi gacche padang santang sankharupa sammang sukhang. Dạ thưa con kính con đã đọc xong, con kính Ngài sửa cho con và con cảm ơn đạo tràng. Và con kính đảnh lễ Ba Ngôi Tam Bảo, Phật Bảo, Pháp Bảo và Tăng Bảo. Con kính đảnh lễ Ngài Chí Đức và con kính đảnh lễ các Chư Tôn Đức Tăng trong đạo tràng. Con kính đảnh lễ quý bà, quý cô tu nữ.
Kính lễ quý bà cô tu và kính chào toàn thể đạo tràng. Con xin trả bài pháp cú câu 368. Metta guha jizo fiko basanno buddha sasane avigacche adbadang san tang san karu basa man sukang. Metta guha jizo fiko basanno buddha sasane avigacche chế ba đằng san tăng san kha ru ba sa man su khang. Đó, con xin phân đọc câu 1 và phân tích. Con xin phân tích. Metta quy hà di ro phi cô ba san no buddha sa sa ne. Met là trường âm nhấn, ta là trường âm thông thường, quý là đàn âm, ha di ro là ba trường âm thông thường, phích là trường âm nhấn, cú là đoạn âm, bá là đoạn âm, san là trường âm nhấn, trường âm thông thường, bút là trường âm nhấn, thá là đoạn âm, sa là trường âm thông thường, xá là đoạn âm, nê là trường âm thông thường. Còn là câu, phân tích câu số 2. A thi gách chế ba đằng san tăng san kha ru ba sa man su khang. Sa măng su khang. Á là đoàn âm, thí là đoàn âm, cách là trường âm nhấn, chê là trường âm thông thường, bá là đoàn âm, đăng là âm đọc theo giọng nguyên âm, sa trường âm nhấn, tăng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, san là trường âm nhấn, kha là trường kha, ru là hai trường âm thông thường, bá xá là hai đoạn âm, măng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, xú là đoạn âm, khăng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Con xin đọc lại. Metta guha jizo fikku basanno buddha sasane avigacche padang santang karuba samankhang. À, con đọc có sai thì mong ngài Chí Đức sửa cho con ạ. Con xin xuống mic ạ. Con xin mời người khác. Dạ, con kính đảnh lễ ba ngôi Tam Bảo, con kính đảnh lễ ngài Chí Đức, con kính đảnh lễ quý chư tăng và các cô tu nữ. Kính chào toàn thể đạo tràng. Dạ, con xin đọc câu pháp cú câu 368. Metta viha yo pikku pasano putta sa sanne api yo padang san tang sang kha ru pasama kha. Metta viha yo pikku pasano putta sa sanne ati acce ta đằng sàn tăng sàn khà rù ta sa măng su khăn. Dạ, con xin phân tích câu 1 và câu 2 ạ. Metta viha yo pikku pasano buddha sa sa ne. Met là trường âm nhấn, ta là trường âm thông thường, quý là đoạn âm, ha ri yo là ba trường âm thông thường, tích là trường âm nhấn, khú là đoạn âm, tá là đoạn âm, san trường âm nhấn, nô trường âm thông thường, quyết trường âm nhấn, thá đoạn âm, sa trường âm thông thường, xá đoạn âm, nê trường âm thông thường. Metta vi hà vi yo tích khu phát sà nô vút thá sà sà nề. Dạ, câu 3 và câu 4. A thi gách chê ta đằng sàn tăng sàn khà rù phát sà mù khàng. Át hai đoạn âm, gách là nhấn trường âm nhấn, chê là trường âm thông thường, tá là đoạn âm, đăng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, san là đoạn âm, tăng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, son là trường âm nhấn, khá ru là hai trường, kha ru là hai trường âm thông thường, tá xá là hai đoạn âm, năng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, xú là đoạn âm, khăng là trường âm nguyên âm, a thi gách chê pa đằng san tăng san kha ru pa sa măng su khăng. Dạ, con xin đọc lại hết bài ạ. Metta vihariyo pikkupassano buddhassa samme
Atigat che padang sam tang sang kha ru pasa mang su khang. Metta vihari yo vikku pasa no vutsa sane. Atigat che padang sam tang sang kha ru pasa mang su khang. Dạ con học giải ạ. Avihari yo vikku. Dạ con nói ạ, con xin kể lại. Metta vihari yo vikku pasano buddha sasane atigacce padang santang sangkarupa samang sukhang. Metta vihari yo vikku pasano buddha sasane atiyacce dang santang sankarupa samang sukhang. Tỷ kheo trú từ bi, trí thành giáo pháp Phật, chứng cảnh giới tịch tịnh, các hạnh an tịnh lạc. Đó là bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Dạ con xin hết ạ. Có gì sai xin nhờ sư chú Đức sửa giùm. Xin cảm ơn bạn Tâm Hạnh đã post bài. Xin cảm ơn toàn thể đạo tràng đã lắng nghe. Dạ con xin xuống nhất xin nhường cho vị kế tiếp ạ. Dạ Nam mô Bích Tha Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sân Kha Giá. Con kính đảnh lễ chư tôn đức tăng trong đạo tràng. Con kính lễ quý bà quý cô tu nữ và con kính chào đạo tràng. Dạ, cảm ơn đạo tràng đã nhận từ biết tín hiệu là âm thanh rõ. Dạ, con xin đọc và phân tích câu pháp cú 368. Metta vihari yo vikku pasanno buddhasasane ati gat che pam san tang sang kha ru pa sa mang su kha. Metta vihari yo vikku pasanno buddhasasane ati gat che padang san tang sang kha ru pa sa mang su kha. Dạ con xin phân tích câu số 1 và câu số 2. Metta vihari yo vikku pasanno buddhasasane. Dạ, met là trường âm nhấn, ta là trường âm thông thường, vi là đoạn âm, hari là hai trường âm thông thường, vik là trường âm nhấn, khu là đoạn âm. Và dạ, câu số 2, pa là đoạn âm, sang là trường âm nhấn, no là trường âm thông thường, but là trường âm nhấn, tha là đoạn âm, sa là trường âm thông thường, xá là đoạn âm, ne là trường âm thông thường. Dạ, con phân tích câu số 3 và câu số 4. Ati gat che padang san tang sang kha ru pa sa mang su khang. Á là đoạn âm, thí là đoạn âm, gắt là trường âm nhấn, chê là trường âm thông thường, bá là đoạn âm. Bá là đoạn âm, đăng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, sanh là trường âm nhấn, tăng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Và câu số 4, sanh là trường âm nhấn, kha là ru, là hai trường âm thông, bá, xá là hai đoạn âm, măng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, xú là đoạn âm và khăn là trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Và con xin đọc lời. Metta vihari yo vikku pasanno buddhasasane ati gat che padang san tang sang kha ru pa sa mang su khang. Dạ, con xin đọc bản chữ ngữ tiếng Việt của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Tỷ kheo chú từ bi Phật, chứng cảnh giới tịch tịnh, các hành an tịnh lạc. Dạ, con xin kệ câu pháp cú 38. Metta vihari yo vikku
ba sang bút tha xa xa ni a thi gác chê ba đăng san tăng sang kha ru ba sa măng su khang mẹt ta vi ha ba san đô bún thà a thi gác chê ba đăng san tăng sang kha ru ba sa măng su khăng. Dạ con đã phân tích và đọc xong, con có sai nhưng con mong ngài sửa. Dạ những từ rất là cảm ơn đạo tràng. Dạ nam mô bích tha giá đàn lên trả bài tiếp ạ. Từ thấy hình như là Sít Minh Trang mới vừa vào room, dạ, mời Sít Minh Trang nhé. Dạ, mời Sít Minh Trang về với mình. Dạ, Nô Bích Tha giá. Nam Mô Bích Tha giá. Nam Mô Tham Ma giá. Nam Mô Sân Kha giá. Con thành kính đảnh lễ ân đức Tam Bảo, ân đức Phật, ân đức Pháp, ân đức Tăng. Dạ, Nhật Quỳnh kính cảm ơn Quang Thanh, Thiện Ngữ, chị Metta, Thanh Hoàng cho Nhật Quỳnh biết được tín hiệu. Con thành kính đảnh lễ Ngài Trí Đức. Cùng chư Tôn Đức hiện diện trong đạo tràng. Nhật Quỳnh kính lễ với bà, với cô tu nữ. Nhật Quỳnh kính chào với anh chị em đạo hữu hiện diện trong đạo tràng. Dạ, cảm ơn tâm hạnh cho Nhật Quỳnh bài học. Dạ, nào chưa đưa bàn tay mình lên không cho Nhật Quỳnh một tín hiệu nha quý vị. Dạ, Nhật Quỳnh, dạ mến chào sức hoàn việc chị giao đạo tràng. Dạ, Nhật Quỳnh nãy giờ không có ở trước máy nên Nhật Quỳnh không biết vị nào. À, cảm ơn Quỳnh Giang Nhật Hà. Vậy mời Xích Hà. Xích ai nữa? Xích Nguyên Trang hả? Để coi có Nguyên Trang không. Đúng rồi, có Nguyên Trang nè. Mang hoa tạp nhít luôn nè. Dạ. Rồi, trả bài trước được. Trả để ăn cháo lương trước phải không à? Phải không? Để ăn cháo lương đảm luôn. Bữa nay là ăn cháo lương nè. Nãy giờ chạy không? Chạy mà đường không? Dạ, lúc nãy Nhật Quỳnh, chị Mách Ta còn trước máy không? Hồi nãy Nhật Quỳnh chạy từ hồi sáng lúc 10 giờ, 9 giờ mấy mà Nhật Quỳnh chạy riết tới giờ. Nhật Quỳnh vào mở room chị Mách Ta biết không? Rồi cái Nhật Quỳnh, dạ Nhật Quỳnh chạy tiếp nhà nên nói chị Nhật ra cầm bịch sớm dùm 10 phút. Nhật Quỳnh chạy tiếp, dạ nên tranh thủ chạy để về mở room. Rồi tranh thủ mới chạy ra ngoài nên thật sự không có. Người gửi bài cho ngài xong rồi là chạy tiếp. Chắc hồi đó Nhật Quỳnh là con ngựa hay sao á. Dạ, hạ cũng mới về đúng không? Dạ, con xin được trả bài Pháp Cú Kinh số 368. Dạ, cảm ơn cô Tâm Hạnh. Dạ, con xin được trả bài ạ. Matta hi ha di yo bhikkhu sasanna buddha sa sa me athi gat che bang san tang san kha ru ba sa mang su khang Matta vi ha di yo bhikkhu khu ba sanna buddha sa me athi gat che ba dang san tang san kha ru ba sa mang su khang Metta vihari yo bhikkhu passanna buddha sa sanne athi gacche badang santang sankharu basamang sukhang. Dạ, con xin phân tích câu 1 này. Met trường âm nhấn, ta trường âm thông thường, quý đoạn âm, hari yo ba trường âm thông thường, phích trường âm nhấn, khú ba hai đoạn âm, san trường âm nhấn, nô trường âm thông thường, quýt trường âm nhấn, thá đoạn âm, sa trường âm thông thường, xá đoạn âm, nê trường âm thông thường. Metta vihari yo bhikkhu sa. Metta vihari yo bhikkhu sanno buddhassa sanne. Con xin phân tích câu 3 và câu 4. Á thí hai đoạn âm, gách trường âm nhấn,
chê trường âm thông thường, bá đoạn âm, đăng trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Sanh trường âm nhấn, tăng trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Sanh trường âm nhấn, kha ru hai trường âm thông thường, bá xá hai đoạn âm, măng trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Sú đoạn âm, khăn trường âm đọc theo giọng nguyên âm. A thi gạch chê ba đằng sanh tăng sanh kha ru ba sa măng su khăn. Con xin ôm lại hết bốn câu. Metta vihari yo bhikkhuma sanna buddhasanna athigacche badang santang sankharu basamang sukhang. Tỳ kheo trú từ bi tín thành giáo pháp Phật, chứng cảnh giới tịch tịnh, các hành an tịnh lạc, và con xin được kệ. Metta vihari yo bhikkhu basanna buddhasa sane athi gacche badang santang sankharupa samang khang. Metta vihari yo bhikkhu basanna buddhasa sane athi gacche badang đặng sanh ta sanh kha ru sa mang su khang. Dạ, con đã đọc phân tích cũng ôm và cũng kể luôn rồi. Nếu con có sai chỗ nào, con kính mong ngài và đạo tràng chỉ dạy để cho con sao. Thì Nhật Bình mời vị nào bằng tay tĩnh tâm nè, tĩnh tâm đã trả bài và mời nào chưa đưa bằng tay thì đưa bằng tay mình lên nha. Rồi mời. Nam mô Phật Thầy Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Kha Giá. Dạ, con xin đảnh lễ sư trí đức, con xin chào đạo tràng. Dạ, con xin trả bài pháp cú kinh 368. Dạ, con xin sám hối, con bị rớt mic. Dạ, con xin đọc pháp cú 368. Metta vihari yo bhikkhu passano buddhasa sane ati gacche padang sanang sankharu pasamang sukham. Con xin phân tích câu 1 và câu 2. Met là trường âm nhấn, ta là trường âm thông thường, quý là đoạn âm, ha là trường âm thông thường, ri là trường âm thông thường, yo là trường âm thông thường, pik là trường âm nhấn, khú là đoạn âm, bá là đoạn âm, sân là trường âm nhấn, no là trường âm thông, put là trường âm nhấn, thá là đoạn âm, sa là trường âm thường, xá là đoạn, nê là trường âm thông. Metta vihari yo bhikkhu passano buddhasa sane. Câu 3, câu 4. Athigacche padang santang sankharu passamang sukhang. Á là đoạn âm, thí là đoạn âm, cát là trường âm nhấn, chê là trường âm thông thường, bá là đoạn âm, con xin sám hối, đăng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, sân là trường âm nhấn, tăng âm, sân là trường âm nhấn, kha là trường âm thông thường, ru là trường âm thông thường, bá âm, xá là đoạn âm, măng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, xú là đoạn âm, khăn là trường âm, xú là đoạn âm, khăn là trường âm đọc theo. Thi cá chê bằng sằng tăng sằng kha vu ba sa măng xú khăn. Dạ, con xin đọc lại bốn câu. Metta vihari yo bhikkhu
khu pa san no put tha sa ne a thi ga cha ba dang sang tang sang kha vu pa sa mang su khang. Tỷ kheo trú từ bi tính thành giáo pháp Phật chứng cảnh giới tịch tịnh các hành tịnh lạc của Hòa Thượng Thích Minh Châu dịch đạt giảng xin kể. Metta vihariyo bhikkhu pasanno buddhasasane atha gacche padang santam sankhavupa samam sukham metta vihariyo bhikkhu pasanno buddhasasane atha gacche padang sankha samam sukham. Dạ, con có sai xin sửa sửa, xin đạo tràng sửa cho con, dạ con xin xuống mic ạ. Nam mô Bụt Thầy ạ. Nam mô Bụt Thầy ạ, Nam mô Tham Ma ạ, Nam mô Sanh Thầy ạ. Dạ, con kính ảnh lễ Ngài Trí Đức, con kính ảnh lễ Chi Tôn Đức Tăng Ni và con kính chào đạo tràng. Dạ, con xin trả lời. Metta vihariyo bhikkhu pasanno buddhasasane athigacche padang khayo pasammang sukham. Metta vihariyo bhikkhu pasanno buddhasasane. Mát là trường âm nhấn, ta trường âm thông thường, quý đoạn âm ha ri vô ba trường âm thông thường, đó, âm nhấn khú đoạn âm, ba đoạn âm son trường âm nhấn, nô trường âm thông thường, bút trường âm nhấn, thá đoạn âm sa trường âm thông thường, xá đoạn âm nê trường âm thông thường, mát. Ta vi ha vi yo phích khu ba san no bút tha sa sa ne. A thi gắt chê ba đăng san tăng sa vu ba sa măng su khăn. Á đẳng âm thí trường âm. Á thí là hai đẳng âm gắt trường âm nhấn. Chê trường âm thông thường. Bá đẳng âm đăng. Trường âm đọc theo dòng nguyên âm, san trường âm nhấn, tăng trường âm đọc theo dòng nguyên âm, san trường âm nhấn, ru hai trường âm thông thường, bá xá hai đoạn âm, măng trường âm đọc theo dòng nguyên âm, xú đoạn âm, khăn trường âm đọc theo dòng nguyên âm, a thi gắt chê ta đằng san tăng san khà ru bá xá măng xú cằn. Metta vihariyo bhikkhu pasanno buddhasasane athigacche padang santang sana rubasukham. Tỳ kheo bi giáo pháp Phật chứng cảnh giới tịch tịnh các hạnh an tịnh lạc. Bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Metta vihariyo bhikkhu pasanno buddhasasane athigacche padang santang sankhavupa samam sukham. Dạ, con có sai xin Ngài sửa và đạo tràng sửa. Con xin trao mít cho vị kế tiếp. Nam mô Bụt Thầy giá, Nam mô Tham Ma giá, Nam mô Sang Kha giá. Dạ con Nguyên Trang và trước hết con kính đảnh lễ ân Đức Phật, ân Đức Pháp, ân Đức Tăng. Dạ con kính đảnh lễ Ngài Trí Đức. Dạ con kính đảnh lễ Chư Tôn Đức Tăng Ni và con kính chào toàn thể đạo tràng. Ồ con thấy bàn tay của Ngài, dạ con xin dâng mắt lại cho Ngài ạ. Alo, 123, 123, xin nguyên cứ tự nhiên ha. Làm sao cầm mic vô để thầy cứ nói tự nhiên, không sao hết lắm. Nhưng mà đưa tay
là Siết Hà phân tích rõ ràng chính xác, nhưng mà trên cái giọng đọc á, trên cái giọng đọc thì trường âm và đoạn âm có một cái chỗ giữa câu 1 và câu 2 ha. Chữ khú là đoạn âm không nên kéo dài ha. Thích khú sâm thích khú ba sâm ha. Nhớ Siết Hà chú ý chỗ này ha. Cái câu 1 và câu 2, cuối câu 1 là đoạn âm. Vậy thì cái đoạn âm này chúng ta phải trải qua trường âm. Thích khu ba sanh, thích khu ba sanh, chứ đừng có kéo dài chữ khu. Nếu mà kéo dài chữ khu thì nó sẽ trở thành một trường âm. Mà trong khi chúng ta phân tích ấy, thì nó là đoạn âm, khu là đoạn âm, ba là đoạn âm. Nhưng mà chữ khu này chúng ta kéo dài thì phân tích thì đúng, nhưng mà đọc thì không giống ai ha. Chứ Hà chú ý chút ha. Chỉ có một cái chỗ này thôi chứ không có nhiều. Chứ Hà chú ý còn một câu hành. Metta viharyo metta viharyo metta viharyo kubasano bút tha sa sa nề ha. Metta vihari yo phích khu ba san no bút tha sa sa nề. Đọc lại lần nữa ha, xin Hà chú ý nè. Metta vihari yo phích khu ba san no bút tha sa sa nề. Rồi bây giờ mời Sức Nguyên Trang ha. Nam mô Bích Tha Giá, do một nửa con kính đánh lễ ngài. Dạ con kính chào đạo tràng. Dạ con xin đọc bài ạ. Con xin đọc câu pháp cú 368. Dạ con cảm ơn cô Nhật Quỳnh. Metta vihari yo fit kupasano buddhasa sane athikat chê ba đằng sàn tăng sàn khà rù ba xa măng xúc khẳng. Mét là trường âm nhấn, ta thường, quý là đoạn âm, ha ri yô là ba trường âm thông thường, phít là trường âm nhấn, khú là đoạn âm, bá là đoạn âm, san là trường âm nhấn, nô là trường âm thông thường, bút là trường âm nhấn, thá là đoạn âm, sa là trường âm thông thường, xá là đoạn âm, nê là trường âm thông thường. Dạ con đọc lại câu 1, câu 2. Metta vihari yo fit kupasano buddhasa sane. Dạ con xin phân tích câu 3 và câu 4 ạ. Á thí là hai đoạn âm, kết là trường âm nhấn, chê là trường âm thông thường, bá là đoạn âm, đăng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, san là trường âm nhấn, tăng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Sang là trường âm nhấn, kha, ru là hai trường âm thông thường. Bá xá là đoạn âm, măng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Xú là đoạn âm, khăn là trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Và con xin đọc câu 3 và câu 4. Á thi cách chê bá trăng sàn tăng sàn kha ru bá xá măng xúc khăn. Dạ, đọc lại lần nữa ạ. Metta vihari yo fit kupasano buddhasa buddhasa sane athikacche padang san san kharu bang sukhang. Tỷ trú từ bi thành giáo pháp chứng cảm giới tịch tịnh các hạnh an tịnh. Dạ đây là bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Dạ cho con xin đọc lại và con đọc hơi. Metta vihari yo fit kupasano buddhasa sane athikacche padang san tang san kharu pasa mang sukhang. Dạ con đã đọc và phân tích xong. Dạ con nhận mít lại cho đạo tràng ạ. Dạ con xin tạ.
Con kệ con bị la cô ấy. Dạ con xin kệ ạ. Đọc sâu quên rồi ta. Metta viha riyo vitkhu pasanno putta sasane atigacce padang santang sankharupa sanang sukhang. Dạ con đã đọc xong ạ. Dạ con xin xuống mic. Dạ con cảm ơn đạo tràng. Dạ con chắc con kể sai. Dạ con kính mong ngài sửa cho con ạ. Dạ mô Phật, con kính đảnh lễ ngài Chí Đức, con kính đảnh lễ quý cô tu nữ và con kính chào quý đạo hữu. Con xin đọc bài Kinh Pháp Cú 368. Metta viha riyo bhikkhu pasanno buddha sa sa ne a thi gat che pa dan san tang sanh kha ru bá xá năng su khăn. Dạ con xin phân tích câu 1 2. Metta viha riyo bhikkhu bá sanh nô bút thá xa xá nề. Metta viha riyo bhikkhu bá sanh nô bút thá xà xá nề. Dạ con xin phân tích nè. Mét là trường âm nhấn, ta là trường âm thông thường, quý là đoạn âm, ri vô là ba trường âm thông thường, dạ pít là trường âm nhấn, khú là đoạn âm, bá là đoạn âm, san là trường âm nhấn, no là trường âm thông thường, put là trường âm nhấn, tha là đoạn âm, sa là trường âm thông thường, xá là đoạn âm, nê là trường âm thông thường. Dạ con xin đọc câu 3 và câu 4 phân tích luôn ạ. A thi gắt chề bá đành sanh tăng sanh kha rù bá sa năng xuất khăn. A thi gắt chề bá sanh tăng sanh kha rù bá sa năng xuất khăn. Dạ con xin phân tích. Á là đoạn âm, thí là đoạn âm, gắt là trường âm nhấn, chê là trường âm thông thường, bá là đoạn âm, đăng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, săn là trường âm nhấn, tăng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, săn là trường âm nhấn, kha là đoạn âm, ru là trường âm thông, bá là đoạn âm, xá là đoạn âm, năng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, xú là đoạn âm, khăn là trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Dạ con xin đọc hết câu ạ. Metta viha riyo bhikkhu pasanno buddhassa xá nề á thí gắt chề bá danh sanh tăng sanh kha ru bá xá năng xú khăn. Metta viha riyo bhikkhu pasanno buddhassa xá nề á thí gắt chề bá danh sanh tăng sanh kha ru bá xá năng xú khăn. Dạ con xin dạ tỳ kheo
tỷ kheo từ bi, tính thành giáo pháp Phật, chứng cảnh giới tịnh tịch, các hạnh an tịnh lạc. Dạ, bản dịch do Hòa Thượng Thích Minh Châu ạ. Dạ, con cũng xin kể. Metta vihariyo, Metta vihariyo bhikkhu passanno buddhassa sane adigacche padan santam chankaru. Dạ, con xin kể lại ạ. Metta vihariyo bhikkhu passanno buddhassa sane adigacche padan sankharupa sanang sukha. Dạ, con kể nghe ghê quá, thôi con xin nhường vị kế tiếp ạ. Dạ, con kính sư chỉnh sửa cho con, và con kính đạo tràng chỉnh sửa cho con nè. Dạ, con xin xuống mất. Alo, 123123, nên chào sư Hoàng Thị Kim Oan vừa đến với pháp hội. Cái tên cái họ này có bà con gì với Hoàng Thị Kim Nhung không ạ? À, bên kia Hồng Thị ha. À, xin lỗi, hơi giống nhau. Rất là hoan hỷ đạo tràng luôn luôn có một cái bàn tay rộng mở đối với các vị đạo hữu mới đến với pháp hội này. Trở lại vấn đề, sư Tịnh Tâm ơi, nếu mà đọc sai á, không được bình tĩnh á, thì sư Tịnh Tâm á, nhờ sư Quanh ngồi gần bên á, nhắc cho ha. Chứ mấy hôm trước sư Quanh đọc hay lắm, nhưng mà sư Tịnh Tâm á, ngồi gần bên mà không chịu chỉ gì hết. Thay vì kệ bốn câu mà đọc an gian, cho nên thấy bị lạc đề ha. Thấy quý vị thấy từng câu một như thế này, mà câu này chạy qua câu kia, để rồi coi như là chắc là ngồi gần bên sĩ quan là cái thuộc lát hay sao, rồi cái đọc rất quớt vậy đó. Mấy bữa trước đọc hay lắm nhá. Phân tích trong cái sự phân tích đó, thì có cái chữ, một cái chữ mà chữ sankharupasamang, chữ kha này là một trường âm ha, trường âm thông thường, nhưng mà chữ kha này là cho nó là đoạn âm ha, ngộ quá ha. Sĩ Tịnh Tâm cũng giỏi nhá ha, nhờ có sĩ Quan ngồi bên chỉ cho mà coi như là đọc theo ý mình làm cái gì hả, có người nhắc nhở. Ví dụ trong đạo tràng chúng tôi rất là tự tin ha, rất là tự tin để quý vị sinh hoạt tự do và tự sửa chữa lấy. Sinh hoạt tự do và tự sửa chữa đó là cái trường hợp của sư Hồng Mai ha. Sư Hồng Mai khi mà bị bắt buộc chữ là Huynh Giang Nhật Hà nè, sư Meta nhắc nhở liền ha. Người ta nói học thầy không thầy học bạn ha. Và có những bậc thiền hữu trí thức khích lệ sắp tấn cho chúng ta, và chúng ta cảm thấy thân mật, chúng ta gần gũi hơn để tiếp thu. Thì tinh thần vui vị nhắc nhở trong đạo tràng, đây là một cái điều mà chúng tôi rất là hoan hỷ, rất là hoan hỷ. Nói vậy mà Sĩ Nguyên Trang mất cỡ bỏ chạy luôn ha. Cũng đọc kinh cũng hay, ngâm kệ cũng giỏi, mà Sĩ Nguyên Trang hôm nay có đôi bông tai cũng đẹp nữa nè ha. Rồi, trở lại vấn đề. Hôm nay mười mấy vị lên đưa tay đọc, và chúng tôi thấy sự thành công. Quý vị đã đứng trên đôi chân của chính mình, và cái giọng đọc của quý vị tự tin thành công, đó là một điều chúng tôi rất là hoan hỷ. Rồi,
Bây giờ Sik Kim Oan hôm nay đến với đạo tràng thưa trình một cách rất là đàng hoàng, lễ phép ha. Quý vị thấy Sik Kim Oan chát lên cái câu ở đâu mất tiêu à? Cái câu con xin kính đảnh lễ ngài Trí Đức, xin chào các bác cho con được vào lớp học. Con xin chào các bác cho con được vào lớp học ạ. Rồi, muốn vào lớp học thì bây giờ trước tiên Sik Kim Oan quan hỷ đưa cái bàn tay lên chào một cách nó thân mật hơn, nghe cái giọng nói có một cái bài thơ bài ca gì chỉ nghe có tiếng nói mà đem lòng yêu thương, tức là cái giọng nói mình có thể đi vào lòng người trong cái vấn đề xã không. Chứ còn bây giờ chưa biết mở mic được rồi bây giờ có trong đạo tràng của chúng ta có nhiều vị rất là giỏi, nhất là huynh Giang Nhật Hà nè. Alo, mời huynh Giang Nhật Hà hướng dẫn dùm, là phải hỏi để rồi chúng ta hiểu, chúng ta nhắc rồi chúng ta mới thực hành ha. Alo, huynh Giang Nhật Hà hoặc là Sik Nguyên Trang hướng dẫn cho Sik Cao Hoàng Thị Kim Oanh, bởi vì thấy chữ thị này là gọi là Sik rồi quan hệ. Mời huynh Giang Nhật Hà. Dạ chào cô Kim Anh. Dạ hình như là nếu mà dùng mà phone á thì ở dưới á, nó có ba cái hình á, một giống như là nửa trái táo với lại một cái hình ở giữa giống như cái kem, và một cái hình giống như cái camera, giống như cái máy quay phim gì đó, thì cái chính giữa là cái hình, cái đó là cái mic, cái microphone đó, thì mình nhấn vào cái đó thì nó sẽ báo cho đạo tràng là mình đưa tay là đứng đợi xếp hàng đó. Thì khi mà nó có một cái thanh màu xanh nó hiện lên trên cái phone mình đó, thì mình có thể là mình nhấn vào cái thanh rồi mình trượt lên để mình giữ cái mic, thì lúc đó mình có thể mình nói chuyện với đạo tràng được. Rồi sau đó sau khi mà nói xong đó, thì mình có thể mình nhấn vào cái thanh màu đỏ để ngừng nói chuyện, thì mình có thể trả mic lại cho đạo tràng. Thì bây giờ mời Sik có thể nhấn vào cái chính giữa để mình đưa tay lên thử, rồi nếu mà được thì mình cầm mic rồi chào hỏi với đạo tràng luôn. Dạ xin mời ạ. Dạ. Alo ạ. Con chào sư ạ. Alo, dạ cô Kim Oanh, lúc nãy cô cầm là đúng rồi đó cô, nhưng mà cô nhớ là nhấn vào cái thanh màu xanh đó, xong rồi mình trượt lên thì nó giữ luôn. Khi cái thanh mà nó đổi màu đỏ đó, mình có thể mình thả tay ra mà mình nói được thì cái mic nó không có bị rớt nữa. Còn lúc này là nó cứ giống như là cô phải dịnh đó, thì nó rớt lên rớt xuống đó. Khi mà cô nói xong đó, thì cô mới bấm vô cái thanh màu đỏ thì là trả mic lại thôi. Cô nhớ từ cái thanh màu xanh đó, vô và trượt lên nhẹ lên đó, thì nó sẽ khóa cái dạ. Alo ạ. Con kính chào sư ạ, con kính chào cô bác ạ. Dạ, hôm nay con học buổi đầu tiên ạ.
Dạ. Con mong sư và dạ vâng ạ, con ở ở Hà Tĩnh ạ. Dạ con ở gốc con ở Hà Tĩnh ạ, nhưng mà con sinh ra ở Nghệ An ạ. Dạ à, con năm nay con 38 tuổi ạ. Kính mong sư và các cô bác anh chị giúp đỡ con ạ. Tri ân sư và các cô bác anh chị ạ. Vâng, con xin hết ạ. Con vâng. Con xin hết ạ. Dạ, sa thú, sa thú cả nhà Trí Đức và chư tăng cũng như Phật tử trong đạo tràng đón mừng Hoàng thị Kim Anh tới đạo tràng. Cứ bình tĩnh đi, đừng có run gì hết nha. Dạ, ở cái room này lúc nào cũng chào đón những vị mới, nhất là những vị trẻ mà biết Phật pháp thì rất là mừng. Dạ, mừng lắm luôn đó. Dạ, cảm ơn Thiện Vũ và Định Tâm cho Nhật Quỳnh biết được tín hiệu. Con bạch ngài lúc nãy đó, Xích Thanh Hoàng đó, như nhà Hoàng thị Kim Cha của Sức Kim Thành Hoàng. Dạ, con thấy Thành Hoàng lên, Thành Hoàng dạ nói là chưa bài thì Kim Oanh đã giỏi được rồi. Dạ, bây giờ thì con kính nhân bích đến ngài. Dạ, Nam Mô Bụt Tha. Dạ. Sa thủ, sa thủ, Thích Ca Kim Oan Ni Mô rồi cũng trở về Hà Tĩnh ha. Nên là lá rụng về cội nhân di sơ tính bản thiện tính bổn thiện. Tức là khi mà chúng ta vừa chào đời, tâm hồn của chúng ta rất là ngây thơ trong trắng. Và bây giờ chúng ta lớn lên tâm thập nhi lập ha, ba mươi mấy tuổi rồi, gần 40 ha, tâm thập nhi lập, và chúng ta cũng biết trở về nguồn cội của chính mình, tức là cái tâm thiện của chúng ta. Đó là một điều rất tốt, rất là quan hệ. Rồi, đạo tràng rất là hân hoan đón tiếp Sư Kim Oanh.
nghe thầy Quốc rồi rồi Sĩ Ca Thanh Hoàng thì cái đường truyền không được tốt cho nên rất té hoài. Và quý vị cũng thông cảm, Việt Nam đang cái bão số 12, cơn bão số 10, số 11, 12 liên tục. Trên ngoài trời, rồi cũng bão trong lòng luôn. Mà cái bão trong lòng đó là chính cá nhân của chúng tôi. Còn quý vị thấy hỷ quá đến với đạo tràng Phật Di Bảo, không bị ảnh hưởng gì. Bây giờ xíu là nói tại sao bảo trong lòng ha. Tâm bảo bình định đó, đúng rồi. Bảo ở ngoài trời, nhưng mà quý vị đâu có bảo trong lòng đâu. Sĩ Phu Biển này, Sĩ Quang Thanh cũng sinh hoạt một cách an vui. Như vậy bảo trong lòng. Chúng tôi một vài ngày nữa là lễ dân y, mà chính cái lễ dân y đó chúng tôi mới bảo trong lòng này. Mặc dù sinh hoạt ở đây nhưng mà tâm trí nó cũng tung rồi. Nó không được tỉnh. Mong quý vị thông cảm phần từ vựng. Quý vị đọc hay quá, phải hiểu ý nghĩa của những từ này, để rồi tâm của quý vị mới giáo pháp Phật ý nghĩa, thì tâm của chúng ta mới được chúng ta mới quan hệ trong vui của nhà Phật, nhất là câu Phật ngôn này. Bây giờ một lần hai câu ha. Kubasano Buddhasa một cầu ha. Câu hai có hai từ. Thì bây giờ câu đầu tiên, Mitta Vihari. Mitta Vihari do hai từ cộng lại, tức là Mitta cộng với Vihari. Chữ Mitta nó là một danh từ trung tính. Nó cùng sắc cả linh giá. Metta có nghĩa là tâm từ. Mà tâm từ này ở đây quý vị thấy trong tâm của chúng ta xích metta. Mà tâm bởi từ tới tâm từ ba la mật có ba: bậc thượng, bậc trung và bậc hạ. Đây xích metta tới 20 luôn, dữ dội ha. Nhưng mà không có số 20, có nghĩa là metta là tâm từ. Vihari, vihari do cái động từ viharati. Viharati có nghĩa là, nhưng mà ở đây vihari nó là một danh tỉnh từ, có nghĩa là có sự an trú, có sự an trú. Rồi, chỉ vô là người nào? Bhikkhu là vị tỳ khưu. Bhikkhu là vị tỳ khưu. Basanno do từ Basanna. Basanna nó là một danh từ nam tính. Và ở đây nó đứng làm chủ từ số ít. Bathama ek Kavachana Vipatti, cho nên Basanna biến thành Sanno. Basanno có nghĩa là đã có được niềm tin, đã có niềm, hay được gọi là tịnh tính ha. Đã có được niềm tin. Rồi, cái từ thứ hai của câu số 2, Buddhasa Sane. Buddhasa Sane ở đây do hai từ cộng lại, Buddha cộng với Sane. Buddha đây thì nó
đứng trong cái danh từ nam tính ha, Akrantapumlinga, Đức Phật bậc giác ngộ. Nhưng mà ở đây chữ Buddha ở đây thì nó có ý nghĩa cái dạng của quá khứ phân từ là đã được giác ngộ, đã được giác ngộ. Chữ Buddha có hai ý nghĩa. Nếu mà là một từ thì có nghĩa là đã được giác ngộ, mà nếu nó là một danh từ nam tính thì là Đức Phật bậc giác ngộ. Rồi cái từ sa sanhe do cái từ sa sanha, sa sanha nó là một danh từ trung tính, akarantanapum sakalinga. Sa sanha có nghĩa là lời dạy, lời dạy. Nhưng mà ở đây chữ sa sanha nó được chia theo định sở các số ít sát tầm bi vừa phát tiê cao quá trần á, cho nên sa sanh á biến thành sa sát nề. Buddha sa sanh nề là vào trong giáo pháp của Đức Phật, vào trong lời dạy của Đức Phật. Bây giờ câu 2 ha. Ta vi yo phích khu ba san no buddha sa sa ne. Cái chỗ này xích hồi nãy xích tình tâm đọc à, vì chữ khu này cũng hơi kéo dài ha. Tức là me ta vi ha ri yo phích khu ba san no buddha sa sa ne. Xích tình tâm chú ý ha. Phích khu ba san no phích khu ba san, chứ đừng có kéo dài chữ khu ha. Rồi bây giờ câu 1 này, câu 2 này cho chúng ta ý nghĩa như thế nào. Vị tỳ khưu an trú tâm từ được định tính vào giáo pháp của Đức Phật. Câu 1 câu 2 ha. Metta vihari yonotthasa sae. Vị tỳ khưu an trú tâm từ được tịnh tín vào giáo pháp của Đức Phật, và ngài hòa thượng và dịch rất là từ bi tín rất là gọn ha. Thầy chưa, vì thực sự ân chủ tâm từ được tỉnh tính vào giáo pháp của Đức Phật. Rồi bây giờ chúng ta qua câu 3, câu 4 nhanh lúc mẹ ha. Athira che bát đăng san tăng san kha ru bát sắp bằng su khăn. Athira kha ru bát sắp bằng su khăn. Và chúng ta có ba từ, Athigache là một, Ba Đăng là hai, San Tăng là ba. Vậy thì Athigache ở đây chúng ta thấy Athi cộng với Gache. Athi nó là một tiếp đầu ngữ hướng về, và chữ Gache chắc là do cái động từ Gachati, do cái căn ngữ gom có nghĩa là đi. Vậy thì ở đây Athigache nó là một động từ số ít, ý nghĩa là có thể đạt đến, có thể đạt đến. Athigache có thể đạt đến. Rồi từ thứ hai, từ thứ hai bát đăng, bát đăng do cái từ bát đá, bát đá nó là một danh từ trung tính, akarantanapum sakalinga. Và cái từ bát đá này được chia theo đối các số ít duttiya vipatti ekavacana, cho nên bát đá biến thành bát đăng.
Bá Đăng là vị thế hay là vị trí? Sanh tăng, sanh ở đây nó là một cái dạng quá khứ phân từ, và sanh tăng này nó được gieo đối các số ít đối tỷ gia vị phát tiên các quá trình ha. Sanh tăng an được an tịnh hay là vắng lặng, được an tịnh hay là vắng lặng. À, Ngài Hòa Thượng dịch đó là tịch tịnh ha, tịch tịnh. Và câu số 4, Sankharu Basamang Sukhang, Sankharu Basamang Sukhang. Câu cuối cùng chúng ta có hai từ Sankharu Basamang và Hiểu Sukhang. Sankharu Basamang do hai từ ha, tức là Sankhara và Upasamang. Sankhara nó là một danh từ nam tính Akrantapumlinga. Sankhara có nghĩa là hành hay là pháp có tạo tác, hành hay là pháp có tạo tác. Rồi chữ Upasamang, Upasamang do cái từ Upasamma. Upasamma chúng ta thấy Upa là hướng về bên trên, nó là một cái thứ ha. Rồi căn ngữ của Samma có nghĩa là căn ngữ Sam, vắng lặng, an ổn. Vậy thì Upasamma ở đây năm biên nó được chia theo đối cách biến thành măng chứ không còn Upasamma nữa, tức nghĩa là lặng ha. Sankharo Upasammang là sự vắng lặng của các hành, sự vắng lặng của các hành. Alo, tại sao mấy ta nghe chán quá không thèm nghe? Nhưng mà Nhật Quỳnh vẫn nghe và chán lên đúng mà. Như vậy thì câu số 3, câu số 4, Athigat Badang San Tang Sankharu Basamang Sukhang. Athigat Che Badang San Tang Sankharu Basamang Sukhang. Có thể đạt đến vị thế an tịnh, vắng lặng, các hành an lạc. Chữ Sukhang này chứ, còn chữ Sukhang. Sukhang là hạnh phúc, đúng rồi, an vui, an lạc. Bởi vì cái từ Sukhang này, nó là một danh từ trung tính Akrantanapun Sattalinga. An lạc, an vui, hay là hạnh phúc, cũng hắn á. Cũng hắn chứ không là ai hết, Sukha. Ủa, nói hắn, hôm nay hắn đâu có vô đâu mà gọi hắn. Thường Sukha, Dukha và Sukha hay vô đây, mà hôm nay hắn đâu có vô. Cho nên chị an vui, an lạc, hạnh phúc này nó xuống cuối cùng ha. Như vậy câu số 3, câu số 4, Athigacche Padang Santang Sankharu Pasaphang Sukhang. Có thể đạt đến cái vị thế an tịnh, vắng lặng, các hành an lạc. Dài dòng như vậy, nhưng mà Ngài Hòa Thượng Minh Châu á, Ngài dịch rất là ngắn gọn với hai câu 10 chữ à. Chứng cảnh giới tịch tịnh, các hành an tịnh lạc. Wow, quá gọn ha. Rồi, có thể đạt đến cái vị thế an tịnh, yên tịnh nè, vắng lặng các hành an lạc. Rồi bây giờ chúng ta hãy nghe lại toàn bộ.
Vị tỳ kheo an trú tâm từ được tình tín vào giáo pháp của Đức Phật, có thể đạt đến vị thế yên tịnh, vắng lặng các hành, an lạc. Ý nghĩa là vậy ha. Nghe lại ha. Vị tỳ kheo an trú tâm từ được tình tín vào giáo pháp của Đức Phật, có thể đạt đến vị thế yên tịnh, vắng lặng các hành, an lạc. Chúng ta thấy ý nghĩa của câu Phật ngôn này như vậy. Rồi ngài hòa thượng dưới đất đó, phổ thơ lục bát thế này: tỳ kheo ẩn náu tâm từ, quan hệ giáo pháp an như tính thành, chứng đạt trạng thái trong lần, thấy rõ tịch tịnh các hành hữu vi. Tỳ kheo ẩn náu tâm từ, hỷ hoan giáo pháp an như tính thành, chứng đạt trạng thái trong lần, thấy rõ tịch tịnh các hành hữu vi. Đó là lưỡi dịch của ngài hòa thượng Giới Đức. Còn ngài hòa thượng Minh Châu rất là ngắn gọn, năm chữ: tỳ kheo trú từ bi, tín thành giáo pháp Phật, chứng cảnh giới tịch tịnh các hành an tịnh lạc. Chúng ta thấy ngắn gọn ha, ngài hòa thượng Minh Châu. Câu Phật ngôn 368, 369, 370, 371 có nghĩa là một loạt cùng một duyên sự. Cho nên khi nào học lấy cái câu cuối thì đó chúng ta sẽ hiểu rõ hơn cái duyên sự về các câu Phật ngôn này. Nhưng mà hôm nay thì chúng ta triển khai trong nội bộ, trong nội dung câu Phật ngôn này. Có nghĩa là với ý nghĩa tỳ kheo từ bi, tín thành giáo pháp Phật, chứng cảnh giới tịch tịnh các hành an tịnh lạc, hành là các thiện vã. Đúng rồi, hành là sự tạo tác của thiện vã. Các pháp hữu vi thật không bền vững, tức là nói về cái pháp hành đó, nó không bền vững. Khi thì thế này, khi thì thế kia, khi thiện khi ác, thì nó vẫn bị vô thường chi phối, cho nên gọi là các pháp hữu vi thật không bền vững. Nó có tánh sanh diệt là thường, tức là có sanh có diệt. Thì hành ở đây là các pháp hữu vi, hành là vấn đề thiện ác mà chúng ta tạo ra. Ta đi với nghiệp của ta, nghiệp của ta là thiện hay là ác, nghiệp của ta là tốt hay xấu, nghiệp của chúng ta là trong bóng tối hay là ngoài ánh sáng, thì các hành đó là nói lên cái vấn đề sankhara. Đây là chữ sankharu. Ví như upasamang là ví như các hành ha. Ở đây các hành làm gì? Sukhang là an lạc, tức là thiện nghiệp của chúng ta. Rồi bây giờ nói tỷ kheo trú từ bi. Nói như vậy câu Phật ngôn này ám chỉ các vị tỷ kheo, còn quý vị bỏ hay sao? Đây là một cái từ mà Đức Phật nói chung trong hàng tứ chúng, mà trong tứ chúng là tỳ kheo ni, cận thiện nam, cận thiện nữ. Thì bây giờ trong tứ chúng mà thân cận thì có những vị tỳ kheo mà mỗi buổi chiều thì Đức Phật hay giáo giới các vị tỳ kheo ha. Một trong năm bổn phận của ngài, tức là năm Phật sự ha. Hồi đó gọi là năm Phật sự, tức là từ khi mà thành đạo cho đến lúc nhập niết bàn 45 năm. Năm Phật sự Đức Phật thường hành trì, đó là buổi sáng đi khất thực,
Thứ hai, buổi chiều là thuyết pháp đến cư sĩ. Rồi buổi tối giáo giới các vị tỳ kheo. Rồi thứ tư là khuya thì phải trả lời những sự thắc mắc của chư thiền, những câu hỏi của các vị chư thiền. Rồi thường sáng và quán coi chúng sanh nào hữu duyên nên đế độ. Tức là Đức Phật có năm cái bổn phận này suốt cả 45 năm, dù mưa dù nắng dù thế nào nữa cũng phải thành năm cái điều này. Và quý vị biết mà, nếu mà không thực hành năm điều này, bảo đảm cái mạng sống không. Bởi vì sao? Cũng phải ôm mình bác đi khất thực chứ. Có thể chắc là của chúng ta cũng không có điều này và không thực, thì chắc chắn rằng đấy là giáo pháp có thực mới vực được đạo. Đó là điều quan trọng hả? Và Đức Phật thực hành như vậy suốt 45 năm. Bây giờ quý vị thấy các chùa thấy chảnh không ha? Mấy thầy, mấy sư một khi đi đâu cái nó sư đi đâu vậy? Dạ, đi Phật sự, ngon hả? Mình làm tư sự thì có, chứ đừng có nói Phật sự. Mỗi cái gì mà có tiếng đến Tam Bảo, đến chùa lợi dụng đi làm Phật sự khổ quá. Chuyện của ông Phật, mình có đủ tư cách gì mà đi làm chuyện của ông Phật? Đức Phật đã tịch diệt rồi mà mình còn lợi dụng cái từ Phật sự khổ đế thừa. Thôi trở lại vấn đề. Tỷ kheo chủ từ bi, tức là cái Phật bảo tu hành phải có tâm từ. Tâm từ ở đây có nghĩa là không có sát hại chúng sanh khác. Và khi sát hại mà chúng sanh khác thì cái quả nó đến với chúng ta là đoạn thọ, tức là cái nghiệp sát đó làm cho chúng ta tuổi thọ không có kéo dài. Mà do cái sự sát sanh đó, tâm của chúng ta luôn luôn có sự sân hận, có sự tham lam chi phối. Vậy thì tỳ kheo trú từ bi, tức là tu tập từ bi hỷ xả. Đây là bốn cái phạm trú, là bốn cái pháp mà gọi là tứ vô lượng tâm. Khi mà chúng ta tu tập tâm từ, tâm từ được thể hiện với một cái từ trường. Khi mà gặp một đối tượng khác, chúng ta ngồi gần cái vị đó hoặc là chúng ta tiếp xúc với vị đó, chúng ta cảm thấy tâm tư của chúng ta nhẹ nhàng. Và khi mà tiếp xúc với một vị nào mà chúng ta cảm thấy nhẹ nhàng, an lạc, mát mẻ, thì chúng ta biết vị đó có tu tập tâm từ. Dù đó là một cái người cư sĩ, dù đó là một ông sư, nhưng mà chúng ta đến gần thì tự nhiên cảm thấy nóng nảy. Ví dụ khi mình bước chân vô chùa ha, quý vị chú ý là khi mà bước chân vô chùa người nói thôi đừng á, ông sư một cái câu như vậy, tôi không cần, nói như vậy chứng tỏ vị này có tu tập tâm từ hay không. Nếu mà độc cư nhàn tịnh này tu với cái hạnh độc giác thì ở trong rừng, trong núi, dưới cội cây chấp nhận. Bởi vì họ an trú trong các pháp môn mà họ tu tập, giống như tê giác mục sự, tức là họ đang bổ túc ba la mật và họ chỉ biết họ mà thôi, với cái trí tư của họ để đạt đến cảnh giới an lạc. Còn chúng ta đến gần thì họ phiền não, họ không thích có sự chung đụng. Cho nên cái trong 38 điều hạnh phúc, Ase Wana Chapa là không gần gũi trẻ. Nhưng mà bây giờ chúng ta là người Phật tử đi chùa, thôi vậy đi, chúng tôi không cần mấy người. Thì chứng tỏ những cái vị đó tu theo hạnh độc giác, chứ không phải tu theo hạnh tương tự ở đây.
mà những cái vị mà tu hành độc giác đó họ tâm từ từ để đó hả, bắt đầu còn có kiểu tu kiểu này được. Thì nói chung Tam Bảo là thường trụ, Chư Tăng là những người hoằng pháp, và Phật tử là những người hộ pháp. Vậy thì khi hoằng pháp, chúng ta phải hiểu tâm tư nguyện vọng của Phật tử họ đến để lo cho Tam Bảo. Mà chúng ta đại diện cho Tam Bảo, đại diện cho một ngôi chùa, thì phải thể hiện tâm từ với một bàn tay rộng mở, với sự nhã nhặn, khiêm nhường, thì chúng ta mới tùy duyên tế độ được người ta. Chứ bây giờ mình chỉ lo cái hành độc giác của mình, nhàn cư, độc cư nhàn tịnh, mà thấy Phật tử tới thì coi như là kiếm chuyện ha, không muốn cho người ta tới. Vậy thì mình có một cái hành động, có một cái chuyện mờ ám gì mà không cho người ta biết, cái đó là cái bẫy. Nhất là sống một mình nguy hiểm lắm. Tăng mà lý chúng là tăng tạc, cho nên khi mà chúng ta sống phải có sự hòa hợp của tăng, phải có ý kiến chung để chúng ta xử lý mọi vấn đề. Thế còn nếu mà sống một mình thì chúng ta nên ở gốc cây, ở khu nhà trống, hoặc ở nghĩa địa, hoặc trong hang động, thì cái hành của các vị đó tuyệt vời. Nhưng mà rồi nếu mà sống nơi thanh vắng mà không có tu tập tâm từ thì xin lỗi, làm sao mà cảm hóa những chúng sanh thân cận ở đó, nhất là chư thiên khu rừng. Chúng ta không có từ, không có tâm từ thì chắc chắn là chúng ta cũng không được sự an vui. Nhưng mà khi con người Phật tử đến hỗ trợ cho chúng ta thì chúng ta phải thể hiện cái pháp môn của chúng ta để người ta hoan hỷ, để người ta an trú vào trong pháp, để người ta có một cái tâm tín thành với Tam Bảo, với giáo pháp. Thế rồi mình an lạc cũng đem lại sự an lạc cho các khác. Rồi trễ giờ rồi bà con ơi, 6:33 thôi, quý vị thông cảm ha, cũng ham lắm. Cái này chắc là xích kim quá, hồi nãy xích kim nói cái gì mèo heo mèo già đuôi nữa. Cái cuối cùng trong cái sự đau khổ cũng như trong cái sự an vui cũng nó thể hiện cái gì quý vị ta? Cái đuôi khi mà vui mừng thì là vắt đuôi, mà khi đau khổ tức là cháy nhà mới loại đi chuột thì quý vị thấy cái đuôi nó thể hiện cái sự hạnh phúc mà cũng thể hiện sự đau khổ. Thôi kết thúc ở đây ha, quý vị hoan hỷ ha. Xin chư thiên hoan hỷ có chúng ta làm để thành phúc quả rồi hộ trì chúng sanh. Những người tu giới hạnh bố thí và thâm thiền, siêu hóa lực vô biên, chi toàn giác Phật giác và tinh văn tính chúng, hộ trì đến tăng ni và thiện nam tín nữ vô nguyện được an lành tịnh lạc. Chúng ta chê nát sô thị vô hô tụ sô phà đà, do lời chân thật này chúng dân và phước lên chư tôn thiền đức tăng ni và đạo tràng pháp hội thiền thức luôn được an lành trong ánh hào quang của chư Phật. Nam mô Bụt Thầy Gia. Xin mời sư Hồng Nhật kết thúc buổi sinh hoạt của đạo tràng. Alo, sư Hồng Nhật. Nguyện công đức tu kỳ hồi hướng đến chư thiên bằng thiên thần hộ pháp, nhiều bài đến thần lực từ khắp cả trần hoàn, từ không giới thiên giới xin các ngài tùy thị công đức đã thể hiện rồi hộ trì phật pháp mãi.
soi sáng nhân thiên, quân đồ hướng thái bình, muôn người sống lạc nghiệp, mẹ cha và thầy tiên thuộc cùng chúng sanh được hạnh phúc dài lâu, hiểu bình giúp khổ sầu, ngày ngày vui tu tập.